Xin chào quý vị các bạn. Trên tay mình đây là phần loa ngoài của A909 Pro, Samsung A9 Pro mã A910S tại di động cocop.vn. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan đến phần loa ngoài của A9 Pro, không nghe được, nghe chập chờn, lúc được lúc không, quý hàng vui lòng truy cập website www.di.cocop.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cocop.vn có sẵn phần loa ngoài thay mới cho quý vị các bạn. Sửa lỗi liên quan phần loa ngoài và 910 không nghe được nhạc, nghe chập chờn, lúc được cũng không. Loa ngoài của A910 cũng giống như tất cả những cái mẫu điện thoại mới cao cấp của Samsung như S, S7, S6s, S6 S Plus đều nằm trên phần xương của máy như này, phần benzen của máy. Do đó khi thay thì rất là đơn giản thôi. Thông tin cụ thể hơn, quý hàng vui lòng gọi điện thoại đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cocop.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của chúng tôi.